Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em lại tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube của Đạt ha. Ngày hôm nay thì mình đang có, hiện tại đang ở bãi của mình thì đang có 4 chiếc anh em ha. Thì mình sẽ giới thiệu với anh em từng chiếc nha. Thì chiếc này thì mình đã có làm clip chi tiết rồi. Thì lấy từ hôm bữa tới giờ cũng chưa có đi dọn rửa gì luôn, tại vì anh em lấy đi mua xe. Thì ngày hôm nay mình sẽ đem dọn rửa. Thì chiếc này là Ford EcoSport phiên bản Titanium và máy 1.5 nha anh em. Thì mình đang rao bán với giá là 555 triệu đồng nha. Rồi, ngày hôm qua thì mình vừa mới lấy chiếc xe này luôn. Chiếc Toyota Innova E 2019 màu đồng ánh kim nha anh em. Chiếc xe này thì đẹp lắm. Mình cũng mới lấy về hồi ngày hôm qua luôn. Xe thì cực kỳ đẹp nha. Xe đi được gần 40.000 km. 2019 biển tỉnh nha anh em. Đây, thì xe mới lấy về thì nó dơ quá, để lát mình vệ sinh sau nha. Đó. Thì xe này thì dọn rửa lên thì cái chất của nó rất là đẹp. Xe này mình sẽ ra bán với giá là 650 triệu màu đồng ánh kim. Rất nhiều anh em thích màu này. Đây, một chiếc xe ngày hôm qua thì mấy anh em ở bên kênh Nhịp Cầu Xe Cũ có xuống làm rồi. Đó chính là chiếc Toyota Innova E 2017. Thì chiếc này mình chỉ ra bán với mức giá là 552 triệu thôi. Xe thì chất lắm, ở cái tầm tiền mà hơn 500 anh em mua được chiếc này thì tuyệt vời rồi ha. Ví dụ như mấy cái xe phong cũ 2016 bây giờ á, hoặc là 2015 người ta cũng ra bán đâu đó trên dưới ngót nghét gần 500 rồi. Anh em lấy con này đi form mới, xe đời mới, xe thì lăn bánh 85.000 cây. Thì chất lượng như thế nào thì lát nữa mình sẽ quay lại, rồi mình quay chi tiết cho anh em nha. Rồi, đây là chiếc Fortuner máy dầu. Xe này là nhập nguyên chiếc từ Indonesia. Và xe này là xe 2018, xe thì đẹp lắm nha. Xe này thì ngày hôm qua ở trên kênh Nhịp Cầu Xe Cũ thì mấy anh em cũng xuống quay rồi. Thì xe này thì mình tạm thời đã có nhận cọc một anh ở Nha Trang luôn, cho nên là cái này mình sẽ khoan quay chi tiết. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết về chiếc Innova 2017 này nhé. Ok anh em, thì trong clip này thì mình sẽ giới thiệu thêm cho anh em về chiếc Innova E 2017 này nhé anh em. Thế thì mình thấy trên thị trường hiện tại bây giờ đối với những cái xe phong cũ á, 2015, 2016 thì mấy salon mấy anh em khác cũng đã rao bán cái giá đâu đó cũng 400 mấy, 500, thậm chí là hơn 500. Thế thì ví dụ như anh em thêm vài chục triệu nữa, anh em lấy cái Innova này. Xe của mình là đời 27 luôn nhé anh em. Đời 27, sản xuất 2017 chứ không phải là 26 nha anh em. Form mới này, anh em có thể kiểm tra ở ngay phần góc cánh cửa đây. Đây. Đó, xe của mình là sản xuất 2017 luôn nhé anh em. Và anh em nhìn sơ qua cái phần nội thất này, mình bọc bộ ghế da. Thì xe này chủ xe vừa mới bọc lại bộ ghế da. Và cái phần bánh xe ở đây, phần vỏ trước thì vừa được chủ xe thay mới luôn. Thay mới và đắt vỏ là 2020 luôn nè anh em. Mới thay một cặp bánh trước. Đó, anh em nhìn gai này, thấy chưa? Bao view vẫn còn. Thì bây giờ anh em có thể đi một vòng cùng với Đạt để có thể nhìn ngắm lại. Xe này được sơn màu bạc nha. Rất là liền lạc anh em nhé. Rất liền lạc luôn. Đó, rất liền lạc luôn. Cái này anh em mua đi gia đình kết hợp kinh doanh dịch vụ là hết bài anh em ha. Rất là hợp lý luôn rồi. Đó. Đó, và cái đời này thì tất nhiên rồi, nó sẽ cứng cáp hơn và nhìn nó hiện đại hơn so với anh em mua cái xe phong cũ nha. Đó, anh em có thể nhìn rất là hợp lý luôn. Đó, anh em nhìn một vòng thì xe này sơn zin đâu đó còn khoảng chừng 80-85%. Xe thì cực kỳ liền lạc luôn. Đó, và qua 3 năm sử dụng thì hiện tại qua 3 năm gần 4 năm thì chiếc xe này đã lăn bánh được 85.000 cây. Thì nói chung thì nó cũng hợp lý thôi anh em ạ. Và một cái điểm đặc trưng nữa là mình hết sức cũng bất ngờ luôn. Thì cái xe này, cái mí cản bên này vẫn còn là cản zin luôn nhé anh em. Này, vẫn còn cản zin luôn. Cản bên này là chưa sơn, cản bên kia thì sơn rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay cái động cơ để cho anh em kiểm tra nha. Mấy ngày nay mình cũng tương đối là bận.
cho nên là mình sẽ quay nhanh cho anh em. Đây này, anh em có thể nhìn ngay vào cái phần động cơ thì mình với spa rửa lại cho nó sạch sẽ, và anh em thấy không, động cơ rất là sáng, tem của nhà máy này. Anh em nhìn tất cả những con ốc ở đây này, sáng không có hề bị rỉ sét gì hết. Xe 2017 mà, form mới. Rồi anh em kiểm tra luôn khung xương ở bên phía này, không có hề bị cấn đụng ngập nước gì nhé, hết nha anh em. Cam kết luôn, ốc cabo này. Rồi anh em kiểm tra cả nắp cabo. Đây. Đó. Anh em thấy không? Đây, tem của nhà máy này. Đây. Đó nha. Rồi anh em nhìn luôn phần khung xương bên này. Đó. Và anh em có thể nhìn lại một chút xíu nữa về cái phần động cơ nha. Máy này thì nổ cực kỳ âm, lát nữa mình sẽ nổ máy lên cho anh em xem. Sáng cực kỳ luôn nha. 2 giờ trước thì thay mới nha. 2 giờ trước mới thay. 2 giờ sau thì cũng tương đối mòn rồi nha. Nói chung là ở cái tầm này mình thấy nó rẻ quá. Đây, anh em nhìn keo chỉ luôn. Đó, keo chỉ ha. Đó, và anh em nhìn sẵn đây, anh em nhìn luôn cái cánh cửa tài này. Tất nhiên rồi, rất là đẹp ha. Anh em nhìn những cái nút icon, những cái biểu tượng phím bấm ở đây này, không hề mờ một tí nào luôn. Và cái da này mới vừa bọc nha, bọc luôn cả phần cánh cửa theo hai tông màu đen và màu nâu. Và cái ghế này là bọc theo cái form 2021 bây giờ anh em. Rồi cánh cửa bên này cũng vậy luôn. Đây anh em nhìn nha. Đó, rất hợp lý, rất hợp lý. Đó, đây anh em, ốc cánh cửa cốp sau nè. Rồi anh em nhìn tất cả những cái vết hàn của nhà máy ở đây. Đây nè. Đó, nếu một cái xe đụng mất hết mấy cái đinh này, mấy chỗ này sẽ có dấu hết nha anh em. Đây, gầm thì rất là sạch sẽ, sáng nha anh em. Thấy không? Đó. Đây, bên đây cũng vậy. Đây, cánh cửa bên này. Nha. Đó. Và tương tự ở đây cũng vậy ha. Anh em có thể kiểm tra keo chỉ nha. Đó anh em, nói chung là vỏ đây cũng vỏ mới luôn nha anh em. Nói chung ở cái đời này, tầm tiền này thì có thể đánh giá đây là một chiếc xe đẹp nha anh em. Đó, anh em nhìn tổng quan đi, quá là hợp lý đúng không anh em. Giá chỉ có 552 triệu thôi. Thì thông tin anh em cứ điện cho Đạt nha, số điện thoại của mình ngay trên màn hình á. À, bây giờ mình sẽ soi một chút xíu về phần nội thất nha, cho anh em có thể xem để mình đề máy nổ luôn nha. À, đây. Đây. Đây là cái phần vô lăng anh em nhé. Phần vô lăng thì cũng có mòn sơ sơ rồi, nhưng mà nó mòn theo đúng cái năm tháng luôn. Và anh em nhìn những cái biểu tượng icon ở đây này còn rất là rõ và sắc nét nha. Đây. À, xe thì có sẵn phần màn hình rồi. Đây, phần màn hình nè. Và phần camera gear thì người ta lắp từ hồi mua mới tới giờ. Rồi ở đây thì mình có camera hành trình. Và phía trong này thì đã có bọc la phong trần rồi. Đó. Rồi. Và anh em nhìn cái bộ ghế da này, đẹp không? Ghế da mới tinh luôn nha anh em. Khách vừa mới bọc xong là mình kêu mình bán luôn. Bộ ghế da mới tinh, hai tông màu rất là đẹp, giống như cái Fortin, cái Nova đời mới anh em. Và anh em nhìn nè, tapi, tablo đây. Anh em nhìn kỹ đi. Đó, cái dàn nhựa ở đây là chưa một vết trầy luôn nhé anh em. Rất mới, rất đẹp luôn. Đó, rất hợp lý cho anh em luôn. Đó, anh em thấy không? Đó, và bây giờ mình sẽ ra hàng ghế sau nha. Đây. Đây. Anh em có thể để ý hàng ghế sau. Rất hợp lý luôn. Mới tinh à. Đó. Ok anh em, xe này mà giá có 552 triệu thôi, quá là hợp lý đúng không anh em. Máy móc thì cực kỳ êm luôn, máy đang nổ nè. Đây, mình đang đứng gần động cơ này. Đó, thì thầm mùa xuân cho anh em luôn á. Đó, thì mình quay nhanh để chia sẻ với anh em về chiếc Innova đời 2017. Mình thấy cái giá nó quá là hợp lý đi. Và thông tin chi tiết thì anh em cứ điện cho Đạt nha. Số điện thoại của mình là 0901226669. Và cái địa chỉ của bên mình thì ngay trên màn hình đó anh em. 515 Lê Văn Lương A2, 515 A207 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7 nha anh em. Đó. Thì anh em cần gì thì cứ điện cho Đạt nha. Xe thì quá hợp lý luôn. Đó. Rồi, cảm ơn. Xin hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha.